Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo của một Phật tử với nội dung là: kính đảnh lễ sư ông cho con hỏi, khi mình sống ở nơi mà âm khí và người khuất mặt nhiều, con cảm nhận con hay bị dư cảm âm khí đó làm cho tâm trạng của con rơi vào trạng thái trầm cảm. Thì bất kỳ một cái bệnh nào thì cũng đều có cái nguyên nhân của nó, và cái một cái chỗ mà âm khí thì nó cũng vậy, cho nên đó là người ta mới cái phong thủy là phong thủy là nó có ảnh hưởng đến chuyện đó đấy. Phong thủy tức là do cái nhà nó kết cấu cách sao đó, cho nên nó sinh ra là nó sinh ra cái âm khí. Thì nhiều khi là thay đổi cái màu sắc, là thay đổi cái vị trí cái này cái kia trong cái nhà đó, đó nó cũng là thay đổi cái khí không khí ở trong nhà đó. Cho nên cái đó là cái nguyên lý mà của phong thủy là như vậy, chứ không phải phong thủy là cứ làm sao để cho giàu, làm sao để sao thế này, không phải vậy, mà là làm sao để cho trong cái môi trường đó nó hợp tình hợp lý đó, thì nó sẽ quân bình âm dương. Nhưng mà cái chính vẫn là cái nội tâm. Nếu như mà ở trong cái đó mà cái tâm mình mạnh thì cái tâm nó cũng có thể hóa giải được cái âm khí ở trong cái nhà đó. Chứ còn mà nếu không thì mình cứ bị ảnh hưởng vào cái âm khí đó. Có những cái ví dụ như là mở kinh tụng Pali ở trong nhà thì nó cũng là giúp tạo lên cái dương khí. Đó là cái. Nhưng mà cái chính yếu là vẫn cái tâm mình này. Tâm mình vững vàng là được. Có người ở trong cái phòng đó thì họ nói là thế này thế kia, nhưng mà có người khác thì không thấy gì hết, không sao. Cho nên cái đó cũng thí dụ như nói là hồi xưa thầy có kể cái chuyện đó về hồi thầy đến cái chùa Tăng Quang ở Huế đó. Thì cái chùa đó là do khí chủ người ta mua lại một cái nhà đền mà họ bán cái nhà đó. Thì khi mua đó để làm chùa đó thì cũng không biết, nhưng mà về sau mới biết là trong cái chùa đó sau khi làm chùa đồ rồi thì vẫn giữ lại cái nhà của họ cũ để ở. Thì trong cái nhà đó nó có mấy phòng, mà có một phòng á là có một cái cô con gái là tự tử, thất cụ tự tử trong cái nhà đó, trong cái phòng đó. Thành ra là ai tới ở mà ở trong cái phòng đó đều là không ở được, không ở được, ở trong đó là bị quậy chứ không ở được. Để bữa đó thầy đến thăm cái nhà đó, à, cái chùa đó, thì vị trụ trì cũng sự vì đó chắc muốn thử làm sao đó mới đưa thầy vô ở cái phòng đó. Rồi sáng ra cái đi ăn sáng, cái vị đó hỏi sao hơi hôm ngủ được không, ngủ được đúng đó nói như rồi cái đó vị đó mới kể lại là nói cái phòng đó là không ai ở được hết. Nhưng mà thầy ở thì thầy không thấy gì hết, ngủ yên nó không thấy gì hết. mà mấy người kia là ngủ không được. Cho nên có nhiều người họ bị trầm cảm đó,
hoặc là mất ngủ thì họ nghe pháp thoại là họ ngủ được. Là bởi vì nó có mấy yếu tố, một là do chú ý nghe thành cái tâm nó mạnh lên, rồi cái hiểu biết, tức là cái trí nó hoạt động lên, và đồng thời là cái năng lượng từ cái bài giảng đó là làm cho nó ổn định, cho nên nó có người trầm cảm hoặc mất ngủ lại nghe lại hết bệnh. Rồi có câu hỏi nào nữa? Dạ thưa thầy, câu hỏi tiếp theo với nội dung là: con kính thưa thầy, có một đạo hữu của con nói rằng Đức Phật dạy không chấp vào thường kiến và đoạn kiến. Vậy nếu có một tánh biết luôn soi sáng thì như vậy là chấp vào thường kiến hay sao? Dạ kính xin thầy giải thích giùm con ạ. Con kính tri ân thầy. Cái thường kiến, cái đoạn kiến là người ta hiểu sai hết. Tức là từ trên cái ngôn ngữ người ta cứ nói là thường kiến là chấp, thường kiến là sai, đoạn kiến là sai. Nhưng mà thật ra đó, trên đời này đó, bất kỳ cái gì đó nó cũng đều có thường và đoạn hết. Thường là đoạn là cái mà không thể nào không có trên cuộc đời này. Nhưng mà chấp vào thường thì gọi là thường kiến, chấp vào đoạn thì gọi là đoạn kiến, chứ không phải là không có cái thường, không có cái đoạn. Không có cái đoạn làm sao được? Không có cái đoạn làm sao mà mình cứ ăn rồi mình lại đói bụng lại? Đói bụng rồi ăn nữa thì rõ ràng là đoạn rõ, rất là rõ. Và cái chuyện đó nó cứ thường xảy ra hoài, chứ không phải là tự nhiên nó hết như vậy, tức là nó thường. Thì ngày nào cũng đói, đói rồi ăn, ăn rồi đói, là chuyện đó nó xảy ra hoài thành nó thường. Vậy thì ngay trong đó là có đã, cái chuyện đó không là đã có thường và đoạn rồi. Nhưng bây giờ anh chấp thường sao được? Chấp thường tức là thường kiến liền, mà chấp đoạn là đoạn kiến liền. Đó. Chứ không phải là không có cái thường, không phải là không có cái đoạn. Cái đó là cái mà nhầm lẫn cực kỳ to lớn. Và có thể nếu mà gặp Đức Phật thì nói là kẻ ngu kia, ngu si kia. người hiểu tầm bậy. Thì cái này thầy có nói ví dụ rồi. Thầy nói bây giờ mình nói là một cái ổi thôi, trong cái ổi thôi. Cái ổi á là từng sát, mỗi sát ná là nó thay đổi, như vậy nó không thể là thường được. Nhưng mà cái ổi không thể nào bỗng nhiên ra cái xoài, rồi ra cái chanh, rồi ra cái bưởi. Nó không thể nào như vậy được. Mà nó phải là cái ổi từ đầu tới cuối, như vậy nó là thường. Nên xem gì nữa. Về cái thường, về cái đoạn là cái đó nó là nó luôn là đi đối với nhau. Nếu mà vô thường á thì đất sẽ không còn là đất nữa, nước sẽ không còn là nước nữa. Bốn cái yếu tố đó, nước sẽ không còn là nước nữa, đất không còn là đất nữa, lửa không còn là lửa nữa, tức là lửa cái tự nhiên nó thành nước, nước cái tự nhiên nó thành đá, tức là nó cứ lung tung như vậy đâu được. Cái tính chất nước là nước, muôn đời là tính chất nước. Tính chất lửa là muôn đời là tính chất lửa. Đó. Tính chất gió là muôn đời là tính chất gió. Đó là bốn đại, đó là muôn đời là bốn đại. Vậy thì nó là thường.
Nhưng mà rõ ràng là cái tướng của địa đài thì thay đổi, cho nên là vô thường. Tướng của thủy đài là vô thường, nhưng mà cái tính chất của nó thì nó phải thường, chứ không lẽ tự nhiên đất thành lửa thành nước rồi làm sao mà nó ra cái gì được. Con người mình tự nhiên xương nó thành nước mất, rồi máu nó đông thành xương mất, chuyện đó không thể nào có được. Tính chất nào là nó ra tính chất đó, như vậy nó là thường đó. Cho nên khi mà cái người mà chấp vào cái chuyện mà chấp vào cái chuyện không có thường không có đoạn đó, người đó lại càng chấp ngu hơn ai hết. Không có ai trên đời mà ngu hơn là cái người mà chấp là không có thường, không có cái gì thường, không có cái gì đoạn. Nó còn ngu hơn cái người mà chấp thường và chấp đoạn, bởi vì chấp thường là người ta có thấy cái mặt thường cho nên ta chấp thường, cái người người ta có cái mặt đoạn cho nên người ta chấp đoạn. Thành ra người nói có lý hơn là cái người mà cho là không có gì thường, không có gì đoạn.